Khán giả Đường Văn Thuận có số điện thoại 0877 3 số cuối 437 ở Sơn La đã gọi điện về chương trình và hỏi về cây mận trồng được 3 năm, hiện cây đang trong thời kỳ ra hoa, trước đó có bón phân chuồng, phân lân, phân 3 màu cho cây. Hỏi tại thời điểm này có thể cần bón thêm loại phân gì cho cây và cách bón như thế nào? Xin mời chuyên gia Nguyễn Thị Nhung ạ. Vâng, xin chào khán giả, xin chào bà con. Theo nguyên tắc mà cây đang ra hoa để chuẩn bị đậu quả thì chúng ta không nên tác động cái gì cả, hạn chế đến mức tối đa để cho cây sinh trưởng phát triển bình thường. Thế còn như bác nói là bác đã bón, trước đó đã bón phân chuồng, phân lân, phân 3 màu chính là phân NPK tổng hợp. Đấy thì theo tôi là bón các phân này là đã đầy đủ. Và cây thì 3 năm tuổi thì có lẽ là bác bón cái lượng nó cũng vừa phải theo cái tuổi của cây, chứ không phải là cây lâu năm, cây nhiều tuổi rồi. Thì nếu mà bác đã bón đủ lượng thì chúng ta không tác động gì nữa, bởi vì trong phân chuồng, nghĩa là phân hữu cơ hoai mục đấy, nó ngoài đạm lân kali ra nó cũng có các nguyên tố trung vi lượng khác cần thiết cho cây, tuy là nó có hàm lượng nhỏ thôi. Thế còn phân lân là cũng một loại phân mà trước đó nó có thể kích thích ra rễ rồi nó làm cho lá mau già để chuẩn bị phân hóa mầm hoa. Và phân ba màu thì chắc chắn theo tôi, nông dân hay gọi cái phân nhiều loại phân NPK là phân ba màu, thì nó tùy theo cái màu mà họ gọi, thì nhưng mà chắc là phân NPK tổng hợp đấy. Thì bác bón như thế này là đủ cái lượng phân, và cây thì đang ra hoa rồi, thế cho nên là nó đã vẫn ra hoa được nên chúng ta không tác động gì cả. Thế mà khi nếu bác sợ bón thiếu kali thì để chúng ta có thể bổ sung thêm một số những cái chất mà nó ngăn ngừa cái hiện tượng rụng hoa đấy, ví dụ như alpha NA cộng NPK cộng vi lượng, hay là beta NA cộng ethanol. Đấy là khi đang hoa rộ thì chúng ta có thể phun các cái chất này để cho nó giúp cho ngăn ngừa cái hiện tượng rụng hoa, tăng cái khả năng thụ phấn để đậu quả. Đấy thì chúng ta có thể tác động thêm cái này nếu như mà chúng ta sợ, vì đây không có lượng cụ thể của bác. Đấy, chúng ta sợ nó thiếu một số chất nó gây rụng hoa thì chúng ta có thể bổ sung. Đấy, ví dụ như kali mà bác bón lượng thấp thì cũng rất dễ là gây cái hiện tượng rụng hoa, thì chúng ta bổ sung bằng cách là phun các cái chế phẩm phân bón lá này thì nó làm tăng cái quá trình thụ phấn và tăng cái khả năng đậu quả. Thế và khi nó đậu quả xong thì nếu có điều kiện thì chúng ta có thể phun thêm các cái phân bón lá mà người ta ghi là tăng đậu quả, ví dụ như có kali, có bo, có canxi, vân vân. Đấy thì ví dụ như là siêu kali bo, hoặc là kali bo rồi canxi XQ, hay là canxi bo, vân vân. Đấy thì mua những cái loại phân bón lá mà tăng đậu quả, chống rụng quả. Sau khi nó đậu quả xong thì chúng ta phun đại khái là bổ sung các cái phân bón mà người ta ghi là chống rụng quả để nó khỏi bị rụng quả non ấy. Tất nhiên là nó sẽ có rụng sinh lý một phần, nhưng mà một phần mà thiếu kali, thiếu bo, thiếu canxi thì nó cũng rụng quả, do nó ngăn ngừa cái nó bị rời ra giữa cái tầng mà cuống quả bám vào với cành quả. Chúng ta có thể bổ sung thêm, và bác mua thêm loại nào, phun thêm loại nào thì bác sử dụng theo đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất, tránh là lạm dụng, không phun nhiều quá hoặc phun ít quá thế này cũng không đủ. Đấy thì chúng ta sử dụng có thể tác động như thế thôi, chứ còn cái lúc đang ra hoa rộ thì cũng không nên hạn chế tối đa việc tác động vào cây. Dạ vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những tư vấn hữu ích vừa rồi. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phân phối độc quyền một số loại thuốc hiệu quả dành cho cây trồng cũng như cho dơ bầu bí, quý bà con có thể tham khảo ở link shop L hoặc liên hệ với số điện thoại trên màn hình.